Không biết là Sơn có nhà à, hình như là đang làm cái gì hay sao á. À, đông lắm anh. Thấy đông đông nhỉ? Đông nhỉ. Ờ, cô bác thân mến, hai anh em đang có mặt chỗ nhà anh Ly. Hôm nay vào đây để cùng anh ấy lại tiếp tục đi bản. Ô, hả? Anh Ly ở bên kia anh ạ. Đâu đâu? Đây kia kia. À, ôi dồi. Ôi. Mới làm được cái thêm bên này. Làm cái gì ở đấy à? Đang làm cái gì ở đấy ạ? À. Mọi người đang ở đây này. Sẽ từ từ sang đây để xe Sư Huynh ạ. À. Đang làm cái gì ư? Sư Huynh ơi. Hả? À? Sư Huynh ơi. Sư Huynh ơi. Ô. Ấy dù. Xin chào. Từ từ thôi, làm cái gì đây, làm cái gì? Hả? Có chị. Ôi. Ừ. Là nhà dê. Hả? Làm nhà gì? Hả? Ôi ôi chị. Anh có bảo là mình còn mấy cái cây cũ mà trước ấy, mình làm sợ nó hỏng, rồi anh mang ra đây làm tạm một cái chuồng bò để mà xem nhà nào có bò anh ấy lấy về mình nuôi, lấy phân để bó ngô ấy. Ai da, chơi lớn như thế cơ. Hôm nay chơi lớn nhỉ. Ê, tức là bây giờ anh muốn làm chuồng bò hay gì? Nên nhiều ối lắm cơ mà. Nhiều ối lắm cơ. Một lúc xe rồng mà nhiều ối lắm cơ thì là tiền mua thì mua cơ một xe tám thì tông. Ôi dồi ôi, bảo là mình còn thiếu một cái chuồng thế này xong mình sẽ, mình đã có nhà rồi thì phải làm thêm một cái chuồng nữa. Ai dồi. Phải đấy, Sư Huynh tính thế là quá ok. Đấy, có nhà rồi, mình phải có một cái chuồng. Kể cả mình không có thì mình đi mang về nuôi dế thì cũng được. Sư Huynh ạ, để lấy phân bón ngô nhỉ. Ừ, ấy ừ. Thế này mà định làm to thế này mà chả bàn bạc gì với các sư đệ cả. Ấy ừ. Thế cái này đi tận đâu lấy cái cột này về đấy. Cho chân tổng nghe cười thì lo. Cho nên có cho chú bác cứ ở bên đó ngồi chơi có cho nhà nhưng mà đại cử tạm mà có cho nhà bác thảo chơi mà cứ có thể lắm à cứ thò từ nhà ra đó sau chỉ ở bên đó sau lộc ô Sư Huynh đi lấy tận trên núi về cơ trên núi về cả nhưng mà anh bác được cái khay to này hay là bảo ai đi lấy hộ ô cứ ở một cái chỗ đó nè chỉ tao lên mua sạch tiền nha cho tiền nha chú tao lên thuê có thuê tao chú tao anh Ly có nhiều hàng xóm mà làm hộ làm à tính. Tức là nhờ mọi người đi hộ anh phát cái này về gì nhớ phát đại sự là chơi lớn rồi phải đấy em còn chưa nghĩ đến cái việc bảo là phải có cái chuồng nữa. Ừ, có nhà rồi bây giờ phải có chuồng ấy phải tậu dần dần như thế mới phải Sư Huynh ạ. Ừ, tậu chuồng rồi đấy tậu bò rồi cuối cùng là đến tậu vợ đấy thôi ok nhỉ ok giờ. Ôi giời ơi, Sư Huynh. Ừ. Sao, tôi tạo xe trong tay mà sao, lúc thể thật hả Sư Huynh? À. Sư Huynh nói gì? Sư Huynh có bảo là bây giờ mình phải chơi lớn, mình đã có nhà rồi mình phải tạo thêm một cái chuồng nữa. Ây dù. Chơi lớn thật như thế là em cũng thấy là lớn rồi. Thế nhưng mà tậu được chuồng thì không biết là có con gì để mà vào nuôi không ha. Dùng mua đấy đúng rồi không? Chỉ mua nhiều dùng khá nhiều rồi. Ai chỉ mua nhiều mà khá nhiều khá chế thầm bộ. Ồ. À, Sư Huynh có bảo là mình có tạo răng được một cái chuồng rồi thì mình sẽ cầm cái chai rượu đi hỏi hàng xóm có bò gì cho anh Sư Huynh nuôi hộ để lấy cái phân để bố ngô. À đúng rồi phải đấy mọi năm thì hình như là nhà anh là cũng không có phân bón ngô đâu đúng không chứ mà chứ xong tao nói chứ mà có chi không có cửa thường thường bà con ở trên này là có nhà phải có chuồng đó từ chuồng bắt đầu không có con vật nuôi mới lấy nào là con bò hoặc con lợn đấy về nuôi để mà lấy phân để mà bón ngô. Đấy Sư Huynh tính bài này là em thấy ok đấy, dần dần là sẽ vào kiểu như là biết làm ăn thế là được rồi anh ạ. À. Được rồi. Đó. Ôi giời sướng thế. Ừ. Mà mày một thô tú tụ nhiều thế chứ phụ. Hả? Anh Sư Huynh có bảo là mình không có nhưng mà sợ mình đi mà xin nọ xin kia sợ những người nhà người ta không có thôi. Đúng rồi. Đấy, người ta có phần người ta cũng để người ta dùng thôi xuống nha. Đấy, làm thế này nếu mà người yêu mà biết Sư Huynh mà chịu khó mà tính toán làm ăn thế này kiểu gì lần này đi nếu mà khoe cho người yêu biết thì người yêu cũng hài lòng lắm đấy. Ủa tại đúng có tại mới như thế cho một khay lồng gạo lồng gạo rồi xế cả ơi. Mua xe chủ đi mua bát xe chủ đi mua xe chủ mua hôm qua chủ đi mua xe chủ chủ đi
Như thế luôn hả sư huynh? Ủa sư huynh có bảo là sư huynh tưởng tượng rằng là những cái lúc mà mình làm xong cái chuồng bò đã có bò rồi, có cả nhà rồi, sư huynh đi gặp người yêu người sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ như thế nào về mình nhỉ? Ôi giời. Ôi trời ơi, hả? Rồng ngò. Rồng ngò. Đúng đúng đúng, rồng ngò em cũng thấy rồng rồi, rồng rồi. Như thế là ok rồi. Ừ. Nhưng mà do à nó cho rồng cao đó chứ rồng cao của tổng quốc thế tổng xe tầm một tên rồng xe tên rồng xe chứ là thì mua mua khấn nhận nhưng mà mua trăm mua bảy đến mua trăm từ đấy mà lỗ có tên rồng xe rồi mua có chỉ có số mà lỗ có tên rồng xe lỗ số sư huynh đẳng cấp thế sư huynh bảo là trước ấy mình có dẫn người yêu về đến nhà một lần rồi thế nhưng mà chưa có chuồng người yêu không hài lòng cho lắm thế là lần này mình phải chuồng lớn mình phải có một cái chuồng có bò có vật nuôi rồi người yêu mới hài làm cho người yêu làm sao để người yêu hài lòng luôn ấy rồi ơi thế phải sư huynh tính bài này cao kỳ em không phục đấy thảo nào có cái tính toán kỹ thế mà đi bao nhiêu ngày anh em cùng đi với nhau mà chả bất mí với anh em tí nào à, để anh em còn vui cùng nghĩa còn tham gia với được chứ đúng rồi ừ. thế là trước đưa người yêu về rồi kiểu như là người yêu còn thấy độc cơ ở nhà là chưa hài lòng được lắm đúng không vẫn là mình chơi lớn nên là bữa đầu mình lại tiếp tục đi đưa người yêu về giờ xem nữa hay như nào. Ừ, tôi tắm vào cho nó ngon rồi mà. Ôi tắm tắm mà cho nó ngon rồi. Mình à. Chỗ chết rồi chú mua mà lúc cá tia rồi. Ôi mua thế mà nhớ nhớ thật. Sư huynh có bảo là mình phải hoàn thiện xong đã hả? Ai da! Ý giờ sáng dẫn người yêu vào. Ý là bây giờ là phải hoàn thiện được cái chuồng đã. Rồi. Xong là đi lấy được bò về xong mới là đi khoe cho người yêu biết đúng không? Đúng rồi. Phải. Ừ, làm cái vụ này là em thấy là hợp lý đấy. Biết là tính toán làm ăn như thế là được anh ạ. Nhưng mà giờ tôi ta đúng có mà chơi dùng một thế tự nhiên có lòng chỉ có lúc cao đồ mà lúc cao tinh giả thì ô mua thì mà giờ thì dùng xe thì mà giờ lúc cao tinh nhẹ thì lúc chạy mua thì mà giờ lúc chạy mua mà giờ lúc qua thì một tàu xe mà lúc chạy xe thì mà lúc cao tinh nhẹ hả ui sư huynh có bảo là mình làm xong cái chuồng đi đó rồi mình đi tìm con bò xong chụp ảnh đi khoe khoang với người yêu ôi trời ơi như thế này nếu mà vụ này sư huynh chơi lớn thế này lấy được bò về cho vào chuồng mới đi khoe người yêu thì khả năng là người yêu sẽ hài lòng lắm đấy tức là mình phải chơi từ từ như thế đúng không đúng rồi. Tức là sư huynh bây giờ là muốn là có cả nhà cả chuồng cả con vật nuôi nữa. Đấy, lần này nếu mà đi khoe người yêu mà người yêu mà còn không hài lòng nữa thì thôi đúng là rồi giờ chúng ta đóng cua tao chê tiếp tao một hai lần các lần các chị xem xem mua lưỡi dài lại rồi ừ tao chê chứ uốn cua tải mua chê chuột tải này lần các chị dạy ta chị nhóm mà chơi yêu còn nhóm chị nhóm mà chơi yêu tổ con học cha dạy tổ sản Sư Hình có bảo là mình cứ từ từ bình tĩnh đã, mình cứ chuẩn bị những cái thứ mà mình cần thiết nhất đi đã. tuyệt vời. Bây giờ thế chính tỏ là bao nhiêu ngày tháng không thèm mà tiết lộ với anh em gọi là cái là hài hả? Cái là hài đồ đẻ. Mua sân giải phóng mà là hài đồ đẻ. Giờ chủ xe xe nhẹ mà nhỏ thì nhỏ mà rồi vì xe giờ xe xe hai cái nhỏ thì nhỏ mà chỉ mua chữ phim mà chứ đó chứ yếu chữ phim mà đó có đồ đắt của chứ như hết chứ mua đắt của chứ tại vì đó tôn giả chứ có nhẹ gì ô sư huynh đúng là đẳng cấp thật. Với sư huynh có bảo là mình mặc dù mình làm xong mà dẫn người yêu về cũng không hài lòng thì sư huynh sẽ hỏi lại rằng là cần nhấn tiếp những thứ gì huynh sẽ làm hết mình luôn. Phải rồi, cái bài này là được đấy. Bài nghĩa là bài tán gái đỉnh cao của sư huynh là được ấy. Nghĩa là mình đi nói cái khoa tán mình không được giỏi cho lắm thì mình cứ làm bằng hành động thôi sư huynh nhỉ.
Ờ, mình cứ làm cái phát triển cái bản thân mình lên cái đá, rồi sau đó là mình đi hắn bảo người yêu đấy, nếu mà được người yêu không tin mình lại đưa người yêu về tận nhà để mình xem là cái cơ ngơi của mình xem là, nếu mà người yêu mà không hài lòng nữa thì thôi, đúng là cũng không biết là tả người yêu có cái ánh mắt nhìn thế nào được nữa nhỉ. Đấy, thế thì cái này Xu Hinh định tính làm cái chuồng ở góc nào, ở chỗ nào? Nên nhớ ôi ôi đặt tên nhớ ôi thì có chỗ tổng quân nhớ dù thắt thì thắt đạn đi này. Lúc con nhớ hả? U định làm ở góc này à? U vô là chả có gì. À, định định làm xuống cái ung này á? À. Cái góc này gì? Sư huynh định mình sẽ xúc đất vào để đào cái đất ở trên này xuống mặt phẳng thì mình làm cái góc này. À, đúng rồi đúng rồi. Đấy, đấy cái em... chuồng mình phải làm xa nhà một tí. Vâng. Sau đó. Chứ, hả? Lo về tổ chim là đi. Cổ xuống trên thì phá thì nhưng mà thế. Sư huynh sẽ nhờ bà con hàng xóm để mình xếp cái đá lên bằng xong mình hấp cái đất mình xuống cho bằng xong mình làm cái chuồng bên này cái đúng rồi này. Đúng rồi đấy, bây giờ còn gỗ này mới là còn ngói cũ này là mình mang về làm là hợp lý ấy, anh ạ. Đấy thế nên hình như là ở trong nhà có người đang khô làm hay gì phải không? Mưa này nó chết chứ mọi người mà anh có nhờ được các bác ở làng hộ làm ở trong nhà đang hộ đục á? Thế gỗ bóc bóc ở trong đấy còn gì có phải không? Hả? À, đang một cái đang đục đây này. Ôi trời ơi. Đúng cột, đúng cột. Cổ vâng. Bách ông. Vâng. Ấy à bác. Ấy à. Xin chào vâng. Ôi vâng vâng. Chào em xinh nhá. Vâng, chào bác nhá. Bắt tay bác một cái. Bác hôm nay lên hộ anh đi làm chuồng cơ à? Vâng. Ông. Lâu lắm không gặp ông nhỉ. Hả? Ngay gần đây bây giờ có cái gì cứ gọi ới cái thì hai anh em lại có nhau thế là hơi hợp lý đấy bác ạ. Đúng rồi. Ôi giời. Thế là bây giờ là đang đục lỗ à bác? Nên nó chỉ trò mà chứ. À, đang đục. Đang đục. Đang đục. Ui dồi nhưng mà sắm được cái cột to thế. Cột này làm chuồng bò mới chắc ấy nhỉ. Ủa, ra đánh dễ lô rồi. Đấy chưa? Đúng rồi ông ạ. To thế này mới chắc. Thế này mới chắc. Anh Ly vụ này làm to ông ạ. Đấy, phải như thế này mới được. Cái này là lên tận núi lấy à? Đấy, thế là sư huynh bao nhiêu ngày làm lớn thế này thế mà không chịu bật mí cho anh em tí nào cơ. Thế cái gỗ này đã lấy về từ hôm nào rồi hả? Cho thao thức kia rồi. Cho nên mà có cho giả thế cho chi mẹ thế chính là lập ba chia rồi. Ủa cho mẹ mà chỉ chua, ủa cho lô mà. Nào lô tao chẳng nông à. Lô tao, ố, tao cần lô chi nông. Hả? Lô chi nông. Được lấy về được hai ba hôm nay rồi. Hai ba hôm rồi hả? Vâng. Dù thế này thì đúng rồi. Đấy. Làm cái chuồng này chắc phải như bố em dìa này thì hay được làm nhiều thì mới có kinh nghiệm để đục cái này chứ ông nhỉ? Đục. Chị thì hảo ổn thế, thế cho phao rồi chứ hảo? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ rồi, ông biết nhiều lâu rồi. À, rồi, ông này ông chắc phải làm mấy chục cái chuồng ấy nhỉ? Hả? Biết rồi đấy. Biết rồi á. Biết rồi đấy. Biết rồi. Ấy bà đây này, bà thì ngắm nhìn anh Ly thôi thế này. Bà ấy anh Ly làm thế này là cháu thấy là hài lòng ưng bụng lắm rồi đấy bà. Ông có nhiều xe gì nè bà? Ông có nhiều tàu mà trong xe đó. Hả? Dòng đó. Đúng không? Vừa trong xe chứ. Bà bảo là cực kỳ vui khi mà thấy con trai mình có kế hoạch xa thế. À, ấy rồi. Thế cho hỏi một chút là làm thế này thì anh Ly khách tự làm hay là bà bảo anh Ly làm? Cho nên nếu như là gió của mình. À, cho nè. Cho nên cho ông này nhưng mà. Hả? Sao đi ông này mày? Anh Ly khách tự sắm tự làm. Anh Ly khách tự quyết định làm á? Ấy rồi. À, hai lý mà nó thô này, đủ ô chủ chỉ bao, à này ô còn này sống cao nhiệt này nè, kêu đâu lũ cô mà sống cao thế nhiệt này nè. Bà bảo là anh Ly kêu mấy bác này đi hộ anh Ly làm, bà còn không biết. Ồ. Nghe bà nghe anh Ly có bảo là bà bảo anh Ly là phải làm cho người yêu bằng hành lòng thì thôi. Anh Dũng. Vụ này anh Ly phải làm bằng hài lòng người yêu thì thôi. Thế này thì được đấy bà. Muốn thì sao? Bà cứ quá được luôn rồi. Con trai mình. Bà cứ chê anh ấy nhiều quá, đâm ra bây giờ anh cứ lẳng lặng mà làm như thế. Làm việc lớn đấy bà. Muốn thì sao lại lo vợ?
Ủa này, ủa rau để lộn thằng ấy. Ờ. Làm như này là việc rất lớn rồi. Đúng rồi. Sao thì cho tiền này ô nhóm đi. Cho mình một trộn pháo nhóm tao bánh rồi, nếu đủ ô nhóm đi này, tụi phụ bao đi này. Ồ, bà cũng không ngờ luôn là anh đi sẽ làm như này. Không biết là anh đi đi với người yêu mấy ngày rồi về mà sau anh đi làm này bà cũng không ngờ luôn. Thế tốt bà. Bây giờ anh bảo là có nhà rồi, phải có cái chuồng trại. À, không có con gì nuôi thì cũng lấy con bò vào nuôi tạm, mà có ít phân này bón ngô này thế cũng phải thôi. Đấy, bây giờ anh khác biết chăm lo cho cuộc sống như thế là quá tuyệt vời rồi bà. Ủa, ủa thì mà nếu mà ủa tạm quên nếu mà khả nhu thế ủa thì tiêu là giống được con. Hài liếu. Hài liếu. Hài liếu. Đấy bà bây giờ, đấy bà bây giờ cũng chỉ biết cười thôi bà nhỉ. Là hài lòng lắm rồi, nghe là hài lòng. Thì giống xếp cả phải không? Nhớ đi mà giống xếp. Bà cực kỳ hài lòng rồi. Hài lòng ra gì lắm rồi. Hài lòng lắm rồi. Đúng rồi. Đấy, còn bác cả anh Ly đây này. Đấy. Khéo lắm rồi, đi làm rồi. À. Bác vụ này hộ anh Ly làm phải làm một bữa tí bác bác ạ. Chị hả, nhớ phá vụ một tiền gì hả? Hả? Nhớ phá vụ một tiền hả? Một tiền gì hả? Ôi. Một tiền gì hả? Ôi. Chưa tiền mà ôi chí lâu đây. À, phải mình phải thật cố gắng làm. Ừ. Phải làm thật nhiều cho em ấy. Anh Lý bảo là vụ này là quyết tâm phải làm hài lòng người yêu mới được đấy bác ạ. Tí lìa thì yêu ôi tiệc rồi nó ngất đi trong xếp này nào mà. Đúng thế rồi. Thế vâng, thế anh Lý có bàn gì với bác không? Cũng chơi là thế mà vẫn có còn trong lý mà trong lý. Ồ. Nhưng mà ôi lý nhất này hạt khéo mình chứ à? Hay gì cộ bộ lý xe tụi dùng các cái nhỉ. Ồ. Thì làm sao lại bác anh có động lực lớn như thế, bởi vì anh Lý có bảo là hộ anh Lý làm đi, là anh Lý sẽ làm như thế để người yêu nó hài lòng thôi. Đấy chứ. Bác mới làm như thế, mới cố gắng làm như thế. Đó. Vậy. Vâng. Đấy, thấy bài của anh Ly này là cháu thấy cũng ưng rồi đấy bác ạ. Ưng rồi đấy. Ở ngoài chắc là nắng lắm nhỉ, lấy vào trong nhà làm nên nó mới mát hơn. Ôn nào xong rồi chắc cú rồi chứ hả? Ôn nó xong chắc cú à? Vâng. Làm rồi. Đúng rồi, làm rồi ngoài thì nó sẽ nắng lắm. Đấy, cái này mình dọn vào bắt đầu mình lấy về đun bếp được mà. Cái này hơi cứng vừa nhỉ? Cứng lắm. Đấy. Chạy đâu mất tiêu hả anh Ly, chạy đâu mất tiêu rồi. Ly rồi. À anh Ly đang ở đây anh ơi. Đây rồi. Cái dưa hình đang bóc cái vỏ hay sao à? Ấy ông đục này. Cái cây trước làm cái nhà cũ kia là chắc vẫn đủ làm chuồng chứ? Tí. Ấy khéo nặng thì bảo người khiêng còn vào tay đấy sư huynh ạ. Ờ, ôi chị thằng má cái ba thêm mà đâu mà ở trong quê nhá, tí là em mà. Hả? Ở trong thùng cũ nhà cháu rồi mà. Hả? mua cái mà mình vẫn không đủ nhưng mà vẫn nhờ được các anh em đi lấy mấy cây về hộ nữa là chứ là làm cái cầu thôi đúng không, cái chuồng chắc sẽ đủ nhỉ. Còn ví dụ như cái nhà này cái thấy làm những cái gỗ cũ kia là vẫn được chứ, cho cũ cả sông rồi thế mà rồi thế mà vẫn cái cá mà vẫn làm được. Này là được rồi, đẳng cấp thế. Bây giờ nói nhiều nó cũng không thành việc đâu anh ạ, cứ phải làm thực tế hành động cái này để mọi người mới khâm phục mình chứ đúng không? Đúng rồi. Con này còn phải kê chân nữa nhỉ, nếu mà đục cái này ấy. Chơi chân thì mới chơi à? Gió chơi ô tinh đấy mà gì à? Ô tinh không? Mình cũng muốn sẽ phải kê. Bằng bởi vì thấp mà thấp này kê nếu con bò nó cao. Mình phải kê. Giòn. Ơ ô li mà ô tinh ô. Anh Ly chơi cái vẻ này là bác anh chịu thua. Anh ơi. tức là bác chịu thua cái bài của anh Ly là tậu nhà tậu chuồng cái này bác. Ơ gì sư nhỉ kho ngủ treo. Sư u mà chỉ tao u chỉ dính. Bác chịu thua luôn. U mà là gì mà u chỉ u tí xíu. U dính.
Chứ bác đã dùng làm sao đi nữa thì anh đi chơi cái chiêu này là bác chịu thua luôn. Đúng rồi, anh đi trong thế này thôi, nhưng mà cũng đã tả ra phết đấy bác ạ. Ừ, thế thì chơi làm bài này không không quen mấy bác à? À, uống nhớ khi là chỉ khi à? Anh Ly cũng kể sương sương thôi. Thế xong rồi các bạn mới bảo là anh Ly làm, nhưng mà anh Ly các bạn chịu thua sẽ hộ anh Ly làm luôn này. Tức là xuống bảo bác như thế là bác cũng bảo chịu thua chu Ly là bác cũng lên hộ làm đấy. Đấy. Ấy dừ, thế là ấy anh ạ, phải làm như thế mới được. Ở vụ này thì nếu mà không hài lòng nữa thì thôi nhỉ. Cái này thì chắc khoảng 1-2 ngày nữa là đục xong rồi chứ nhỉ. Ôi, cháu này cháu yêu nó thế rồi chứ. Yêu cháu, cháu nó thế rồi. Cho cái phần này, của tên đi cháu tổ. À, tên nó đi ạ. Cái này là mình phải đục khoảng độ 3 ngày nữa. 3 ngày nữa mới xong hả? Ủa cái gì mà giờ tên nó. À, phải làm khoảng độ 3 ngày nữa. Cái này xui anh có biết được không nha? Ờ, vừa bắt cháu gì ạ? Ờ, tí, vừa bắt cháu chân nhỉ? Có mà. Báo á, em sợ tím tay á. Đấy, cho anh thử thế nào, anh nghe à? À đục anh Ly anh đục tay trái. À tay chiêu á? Tay nhưng mà đừng kéo kéo vào tay á, xuống á. Ai dạ. Thật đấy. Chắc tự luôn ạ. Đúng rồi, đấy, không biết thì hỏi bác. À, bác ấy với lại bố em gì kia làm chuồng trại này là đục đéo là quá. Đỉnh cao lắm rồi. À, nên là làm thì Xu Hinh phải học hỏi kinh nghiệm. À, cái thì bây giờ mình mới bắt đầu làm này thì mình phải học hỏi tí. À, bây giờ thì không còn cái gì để mà ấy nữa. Tậu phát này nữa là thôi thì là gần như là đầy đủ ấy anh nhỉ. Có nhà có chuồng thì đi đâu thì người ta cũng thấy nhà có chuồng có con vật nuôi. À. Kiểu như là không có thì nó cũng không cân xứng mấy anh nhỉ. Có nhà mà không có chuồng thì nó cũng kiểu như là nó vẫn còn thiếu. Anh Ly nhỉ, mới khi nhớ đến người yêu là mình cứ phải là mạnh thật mạnh nhỉ. Thế rồi á. Cái cá này thế tên như này em hỏi một chút, thế này lúc nào làm xong chuồng mà lấy được bò về mới đi khoe người yêu hay như nào? Tao mà khi lần đầu tao để mình làm xong rồi mình sẽ đi khoe người yêu. Nhưng mà phải tạo được bò xong mới khoe gì. Em bảo này, hôm nào làm được xong chuồng mới lại có bò rồi ấy, xong rồi anh chụp ảnh đấy. Bây giờ mình có điện thoại rồi, mình chụp mấy cái ảnh về khoe người yêu, bảo là đấy, bây giờ anh có nhà rồi này, anh tậu cả được chuồng cả bò rồi này. Đấy, em hài lòng chưa? Bảo thế nhá. Anh Ly đẳng cấp quá, anh Ly có bảo là bây giờ mình đã sẽ từ từ mình phải làm cho xong có nhà đấy, rồi mình sẽ làm xong cái chuồng rồi mình tạo ra được bò rồi thì mình sẽ đi khem sau. Đúng rồi. Phải thật từ từ để bình tĩnh, anh bây giờ anh đang cực cố gắng luôn này. Bây giờ làm thế này là vẫn kịp đấy, vẫn kịp. Từ giờ đến cuối năm còn mấy tháng nữa thôi. Vâng. Sư Hinh ạ. Hy vọng rằng là xong được cái chuồng này là người yêu đồng ý luôn. Sao không có tao kể lắm đâu, lắm đó chứ, là yêu kìa chứ. Yo, tiêu. Ôi dù, mù lúa chè chứ, mù lúa cố lúa chè chú chứ, mù tù chè chú chú chứ, mù lúa chè chú chứ, mù tâm cháu chứ, lúc có chứ chứ. Ôi dù, mù tìm chứ, yêu lộ tù nằm. Anh ấy hy vọng rất lớn đấy. À. Nhưng mà chưa hỏi là có đồng ý về lấy anh chứ không. Đồng ý thì cũng phải từ từ, cái gì nó cũng phải dần mới được chứ. Có cái điều cười rất là đẹp dai anh ạ. Đó. Ừ, đấy, được rồi. À, các ông chắc là nghỉ giải lao rồi hay sao rồi? Vâng, nghỉ giải lao. Đấy, do là ở ngoài nó nắng quá các bác ạ. À,
mà nó nắng sau đó mới lấy vào trong nhà đục cái này, ngồi trong nhà cho nó mát. Cái này thì mình lại quăng quăng vào lại để đun bếp được, Su Hinh ạ. Chấm lần tông cho tao tao mà gì? Tí, chấm lần tông tao sẽ cho tao mà. À được. Đúng đúng cho nhưng mà biết sao thế nhưng mà. Mình sẽ con vào phơi nắng 1-2 ngày là mình sẽ đun bếp được. Đúng rồi. Cây đã lấy về rồi đấy, đã qua cách cây về để mà chuẩn bị này. Cái này làm nan, làm sàn. Đấy, những cái đấy này thì làm sàn. Cái này thường thường bọn con ở trên này làm chuồng là hay làm cái sàn đấy để con bò nó lên nó nằm mùa đông nó đỡ lạnh bụng. Đấy, thường thường là thế. Đấy, nhà anh đi này bây giờ thì nó cũng có nhà có cửa các kiểu rồi. Bây giờ làm được chuồng thêm nữa thì có con vật nuôi để mà lấy phân. Thường thường là những mụ ngô nếu mà không có phân để mà bón thì năng suất nó không được cao ấy. Những nhà ở đây thường thường là nhà không có bò nhưng cũng phải làm cái chuồng để mà đi lấy bò người khác về nuôi để nuôi dế. Đấy, chủ yếu là để lấy phân chứ còn không có cái gì cả. Vâng anh. Còn hình như là còn phải mất rượu, mất các thứ đi hỏi thì mới được ấy. Vâng, bởi vì ở trên nhà mình ấy là đa số là mình toàn trồng ngô cứ năm nọ qua năm kia mình cứ không cố một thay đổi một chút những cái phương thức trồng khác đấy anh, cho nên là mình trồng quá nhiều nên là phải có phân ngô nó mới tốt được. Hôm nay sư huynh bận thế này khéo khéo là không đi bán được với anh em rồi á. Hôm nay chắc không đi được chỗ. Ơi. Hôm nay bận thế này còn đi bán được không? Phải huấn thì chỉ xem mùa. Dùng cho bao nhiêu? Suynh bảo là dài, Suynh bận lắm, đi đâu. Phải làm rất nhiều để mà khi nào để làm xong hơn đấy. Anh có đi khoe với người yêu. Nghĩa là muốn làm xong luôn để còn đi khoe với người yêu gì? Được rồi. Bận lắm. Không sao cả. Suynh nếu mà bận như thế là cứ làm thôi, để em sùng tự đi. Còn lúc nào xong thì mình hăng đi cũng được mà. Cái này thì là em ủng hộ rồi, ủng hộ cả hai chân hai tay Suynh làm cái chuồng luôn. Đấy. Thôi hôm nay thì anh Ly bận làm chuồng rồi không đi được với anh em nữa. Hôm nay có lẽ là anh em xuất thiệu với em Sùng này tiếp tục đi vào bản thôi để Số Hình ở nhà tậu chuồng, tậu bò, tậu trâu, tậu nghé anh nhỉ. Tôi khả năng là anh em mình cũng đi thôi nhỉ. Vâng. Sư anh bận rồi làm chuồng. Đấy. Có lẽ là Xuân Thiệu cũng kết thúc cái video này rồi các bác. Để sư anh tập trung làm. Đấy. Bây giờ thì anh em cũng đi bản thôi các bác. Có lẽ là cũng chào ông bà đấy thôi.